Đây là những cái cây đào cành chủ vườn. Số điện thoại tôi để ở dưới nhé, các bác xem nếu mà thích cành nào mà ưng ý các bác có thể liên hệ. Rất ở đây có rất nhiều cây này. Đó. Đây, lọc đây. Rất non, nụ này. Vừa tắm luôn. Nếu mà đến độ Tết thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ nở ra là rất vừa. Vì hôm nay mới là hôm 18 thôi. 18 tháng 12 nhá. Đây là những đào cành. Và tôi đang đứng ở tại đình Bảng Tử Sơn, Bắc Ninh. Chủ vườn là có rất nhiều cành luôn.